không biết là mình có nên ra ngoài coi có chuyện gì không á, tò mò quá. Không có thấy được. Qua chi gì vậy? Cái gì mà mau không vậy? Đó là anh Milkman mà. À, ý em nói là những cái mực đỏ trên người anh hả? Em nghĩ nhiều rồi, nó không phải máu đâu. Nó chỉ là sữa, cái loại sữa mới mà hôm nay á hả em được nhận đó. Nó có màu đỏ chứ không phải là cái gì đâu. Anh lỡ làm đổ sữa lên người thôi. Hello các bạn, mình là Miu nè. Ôi, sắp tới á hả, được nghỉ lễ quá trời ngờ luôn, cho nên là mình sẽ đi du lịch các bạn ơi. Bây giờ á là mình tới nơi rồi nè. Đây là cái khách sạn mà mình sẽ ở nha. Khách sạn này tên là Miu Hotel đó mọi người. Miu Hotel có nghĩa là khách sạn sữa. Hey, nghe vậy thôi là biết rồi ha. Khách sạn này á hả, mình thấy quảng cáo là bán sữa rất là ngon. À, okay, bây giờ chúng ta sẽ đi vô khách sạn để biết nha. Rồi, đi vô nè các bạn ơi. Đi vô quầy lễ tân luôn để nhận phòng nè. Rồi, quầy lễ tân đây. Chú ơi, con muốn nhận một phòng. Chào khách quý, chẳng hay là cô đặt cái phòng nào á ha? Dạ, con là Mèo, con đặt cái phòng vào ngày chủ nhật nè. Chú có thể hả lấy phòng cho con không? Để xem nào. Phòng của Mèo hả? Ngày chủ nhật cô ở phòng ở lầu 2 nha. Bây giờ tôi sẽ sắp xếp kêu nhân viên đưa cô lên lầu nhận phòng nè. Wow, có phòng luôn rồi, đúng là khách sạn 5 sao làm việc lẹ thiệt chứ. Chào cô, tôi là nhân viên ở đây. Cô có thể đi theo tôi để lên nhận phòng đây. Wow, có nhân viên dẫn mình lên tận phòng luôn nè. Dạ được rồi, bây giờ em sẽ đi theo anh này nha. Đi hướng này đây, phòng của cô ở trên lầu. Wow, được rồi. Đây, phòng của cô ở đây. Wow, dạ được rồi. Ôi, cảm ơn anh đã dẫn tôi lên tới phòng này nha. Đây là phòng 209 hả? Nhưng mà anh ơi, cho em hỏi là ở khách sạn mình nghe nói là sữa tươi rất là ngon đúng không? Đúng rồi đó. Mà cô còn may mắn là ở cạnh phòng của người giao sữa nữa. Wow, thật ư? Ơi, vậy là cái phòng ở bên kia là phòng của người giao sữa hả? Vậy là mỗi sáng người ta sẽ giao sữa tới phòng của tôi sao? Đúng vậy đó, anh ta sẽ giao sữa đến phòng của cô vào mỗi sáng. Cho nên là hả, cô cứ yên tâm nha, sữa ở đây rất là ngon. Quá được rồi, cảm ơn anh. Vậy là mỗi sáng sẽ có sữa uống rồi. Bây giờ mình sẽ vào lấy phòng thôi. Ôi, được rồi, phòng của mình nè. Trời ơi, cái phòng đẹp quá nè. Nuôi cái giường á hả, đúng là khách sạn 5 sao luôn á. Thích quá. Đúng là may mắn khi book được một cái phòng có cái view tuyệt đẹp như thế này mà. Cô hài lòng là chúng tôi vui rồi. Bây giờ tôi xin phép đi xuống để làm việc tiếp đây. Cô ở lại vui vẻ. Dạ vâng, được rồi, anh đi đi. Chìa khóa phòng chúng tôi đã chuẩn bị ở trong rương. Và buổi tối cô nhớ khóa phòng trước khi ngủ nhé. Tôi đi đây. Ui, anh ta đi rồi. Nhân viên ở đây thiệt là tốt mà. Khách sạn còn xịn nữa. Cái buổi đi chơi này hả, có vẻ là một những buổi đi chơi đầy thú vị đây. Được rồi, bây giờ mình sẽ cất hành lý và đi nghỉ thôi nè. Trời ơi, cất vali nè. Có tiếng chuông cửa. Ai tới kiếm mình vậy? Mình mới tới đây lần đầu mà. Làm gì có người biết mình mà tới kiếm mình ta? Ai vậy? Ai đó? Ai vậy ạ? Ủa, ai đây? Ở trên đầu anh ta đội một cái mũ ghi là Milkman, có nghĩa là chàng trai giao sữa hả? Chào em, nghe nói em ở phòng kế anh. Anh vừa mới đi giao sữa về, còn rất là nhiều sữa rất ngon. Em không biết em có thích uống sữa không? Ui, đây là cái anh giao sữa ở kế phòng mình nè. Một hàng xóm là người giao sữa. Trời ơi, ảnh đẹp trai quá mấy bạn ơi. Mấy bạn có thấy gì không? Trời ơi, cái mặt đúng đẹp trai luôn, mũi dập chừa. Trời ơi, còn nhìn rất là hiền nữa. Bây giờ ảnh còn mang á hả gì sữa cho mình nữa nè. Em cứ tưởng là hả sữa ngày mai, sáng mai mới có á. Đúng là vậy đó. Nhưng mà hôm nay em mới dọn tới đây, cho nên em sẽ được đặt cách. Anh sẽ cho em những phần sữa này. Wow, trời ơi, anh này thiệt là tốt bụng mà, lịch sự nữa. Có một người hàng xóm thì vậy, ngày nào cũng có sữa uống. Trời đất ơi, cái khách sạn này á các bạn hả, hơi bị nổi tiếng là có bán sữa ngon luôn rồi. Bây giờ anh này ảnh còn giao tới cho mình nữa, cho không nè. Đương nhiên là em uống rồi, em cảm ơn anh nhiều. Đây, sữa của em đây, cầm lấy. Wow, có một hộp sữa rồi nè. Ôi, em cảm ơn anh rất là nhiều luôn. Không có gì đâu em, sáng mai anh sẽ giao lại cho em thêm sữa nữa. Cho nên là hả, em cứ thưởng thức đi nhé. Sữa ở đây rất là ngon đó. Dạ, em cảm ơn anh nhiều. Để em uống rồi nè. Trời ơi, ngon tuyệt anh ơi. Hy vọng
Tất nhiên rồi, rất vui được làm quen với em. Còn bây giờ thì anh phải đi về nghỉ ngơi đây. Tạm biệt em nhé. Dạ, ơi, tạm biệt anh nè, cảm ơn anh rất là nhiều luôn. Anh về đây, có chuyện gì cứ báo anh ở phòng bên cạnh đó. Dạ. Hey, phòng anh ở kế bên luôn. Rồi, được rồi, thôi mình cũng về phòng của mình thôi mọi người ơi. Uống sữa rồi, ngon quá đi. À, quên nữa, chúng ta phải khóa cửa phòng lại. Con gái đi du lịch ở một mình á, cần phải khóa cửa phòng. Thôi, có chìa khóa nè các bạn. Không có được để ai vô cái phòng của mình đó. À, khóa cửa lại. Ok, rồi, vậy là xong ngày đầu tiên. Rồi, bây giờ mình sẽ nghỉ ngơi một xíu. Rồi, đợi cho ngày mai hả, đi chơi khắp khách sạn này luôn nè. Trời ơi, cái giường êm quá. Ngày mai sẽ được uống sữa mà miễn phí nè. Nghỉ ngơi thôi. Wow, ngày mới rồi. Dậy đi chơi thôi nào. Hôm nay mình sẽ đi bơi nha. Đi thay đồ bơi thôi, thay đồ bơi thôi. Mình đã có đồ bơi rồi nè. Bây giờ thì xuống dưới hồ bơi của khách sạn đi bơi thôi nè các bạn ơi. Ui, có người tới kiếm kìa. Anh là anh Willman thì phải. Mình phải mở cửa đó mới được. Có chìa khóa rồi, mở ra nè. Mở cửa. Chào anh nha. Chào em, đây là sữa buổi sáng của em đây. Wow, mình có sữa tiếp rồi nè các bạn ơi. Em cảm ơn anh nhiều lắm nha. Hôm nay lại có sữa uống. Trời ơi, ngon xuất sắc luôn á. Em đang tính đi bơi nè anh. Đồ bơi đẹp đó. Thôi được rồi, em đi chơi vui vẻ nha. Anh còn phải đi phát sữa cho những tòa nhà bên cạnh nữa. Chúc em một ngày vui vẻ. Tạm biệt em. Dạ, em chào anh. Trời ơi, anh lịch sự quá luôn á, khoái quá à. Cảm ơn em nha. Thôi hẹn gặp lại em. Trời đất ơi, ảnh đi rồi kìa. Cái anh này thiệt, vừa đẹp trai mà còn vừa tốt tính nữa. Các bạn có thích anh Miu Man không? Anh giao sữa này nè. Trời đất ơi, ai thích thì hãy để lại like và bình luận bên dưới giúp mình nha. Còn bây giờ thì mình sẽ đi bơi đây. Hy vọng là chiều có thể gặp lại ảnh. Đi bơi thôi các bạn ơi. Trời ơi, đi xuống hồ bơi thôi nè. Trời ơi, mát quá. Trời ơi, đi bơi là sướng nhất. Cái mùa hè này nóng chang chang, đi bơi là sướng nhất luôn. Trời đó, cái hồ bơi của cái khách sạn này nó rộng thiệt chứ các bạn ơi. Nước mát rồi sạch quá trời luôn, là quá trời người đang bơi đây luôn. Trời ơi, mình có thể bơi ở đây cả buổi được luôn á, vui quá à. Cái ngày lễ như thế này còn cái gì mà có thể ngăn chặn được cái niềm vui này chứ. Tất cả mọi người chú ý. Ui, có chuyện gì? Sao có quá trời người cầm súng đứng đó vậy? Khách hàng ở khu vực hồ bơi đã bị phong tỏa. Mau chóng di dời vào sảnh chính của khu vực khách sạn nhanh lên. Có chuyện gì vậy? Ôi trời ơi, mấy anh ơi, mấy anh có chuyện gì sao lại đến khách sạn của chúng tôi hả? Cầm súng dọa nạt các khách du lịch của chúng tôi vậy? Anh là quản lý ở đây sao? Mau chóng đưa tất cả mọi người vào trong sảnh khách sạn. Chúng tôi sẽ nói sau. Nếu không di dời nhanh, chúng tôi buộc phải dùng tới vũ lực. Ôi trời ơi, mấy anh từ từ đi. Có gì hả? Tôi sẽ đưa các khách hàng vào. Các anh đừng có manh động nha. Ôi, mọi người ơi, mau vào bên trong khách sạn đi. Các khách hàng vui lòng vào khách sạn. Trời, cái gì vậy trời ơi? Như thế này là sao? Mình đang bơi mà. Đủ rồi. Tất cả đã vào bên trong. Rồi, được rồi. Mọi người có vẻ là an toàn rồi đấy. Ôi, anh lính ơi, tại sao anh lại phong tỏa cả khách sạn của tôi không? Còn kêu tất cả mọi người tập trung ở đây nữa. Trời ơi, khách sạn của anh nguy hiểm rồi mà anh chưa biết gì sao? Ui, có chuyện gì vậy các bạn ơi? Mình phải lại nghe mới được. Ý anh nói là sao? Sao lại là nguy hiểm? Chúng tôi chưa biết gì cả. Và các anh là ai? Đây là giấy phép của tôi. Chúng tôi thuộc tổ chức DDD. Tổ chức của chúng tôi là một bên chuyên đi bắt những con song trùng, Doppelganger, những con quỷ có thể giả dạng làm con người và hại tất cả người ở đây. Và bây giờ chúng tôi nhận được thông tin có một con song trùng đã lẻn vào khách sạn này. Sao cơ? Quái vật song trùng đã lẻn vào khách sạn này ư? Và bây giờ chúng tôi buộc phải cách ly khách sạn này với thế giới bên ngoài. Hy vọng những người dân ở đây hợp tác cùng chúng tôi. Ui là trời, vừa mới kêu là ngày nghỉ này thiệt là yên bình, không có chuyện gì xảy ra.
xảy ra cuối cùng lại có chuyện kinh dị như thế này. Trời ơi, không biết hả, con song trùng đó đâu, nó có thể là bất cứ ai trong những người khách ở tại khách sạn này luôn á mọi người ơi. Đáng sợ quá đi. Nhưng mà mình chắc chắn không phải là con song trùng đó rồi. Thì các bạn có biết gì về mấy con song trùng hay là cái tổ chức DDD này không, để lại bình luận nha mình nha. Và nhớ like video clip này để mình có thể sống sót đến cuối video nha. Chứ mình sợ quá, nghe nói cái con mấy con song trùng này nó có thể hại chết người đó. Ôi, sự việc nghiêm trọng như vậy sao? Vậy bây giờ chúng tôi phải làm gì để có thể bảo toàn tính mạng của tất cả hành khách ở đây đây? Hiện tại tôi cần các người hợp tác với chúng tôi. Tất cả mọi người đều phải trình xuất giấy tờ cho chúng tôi để chúng tôi kiểm tra qua một lượt coi các người có phải là song trùng đã giả dạng không. Nếu các người được thông qua thì chúng tôi sẽ đóng một con dấu mộc mang tên của tổ chức chúng tôi là DDD. Và sau đó mọi người phải ở đây 3 ngày. Sau 3 ngày đó nếu không có chuyện gì xảy ra, chúng tôi sẽ thả mọi người về. Sao cơ, trời ơi, đi nghỉ dưỡng mà bị giam trong khách sạn 3 ngày sao? Hey, thật là khó khăn quá, nhưng mà đây là cách duy nhất để có thể bảo vệ tính mạng của tất cả hành khách ở đây. Được rồi, tôi sẽ thông báo cho tất cả mọi người ở đây và làm theo điều đó. Chúng tôi sẽ cố gắng hợp tác với bên DDD của các ngài để có thể nhanh chóng tìm ra con song trùng đang ẩn náu ở đây. Được rồi, bây giờ mọi người hãy xếp hàng và trình xuất giấy tờ đi nào. Nè, nhưng mà mấy người lấy bằng chứng đâu mà nói là ở đây có song trùng chứ? Được rồi, đây chính là bằng chứng. Sáng ngày hôm nay, một thi thể của cô gái đã được phát hiện ở trước cửa khách sạn Mew House Hotel, là khách sạn của mọi người đang ở đây. Mọi người hãy coi đi. Ui, có một tấm hình nè. Trời ơi, đúng rồi anh ơi, anh nhìn đi, có xác người ở đây thiệt nè. Cái xác này đã được chúng tôi khám nghiệm và chắc chắn đây là do bọn song trùng làm ra. Tứ chi của cô gái này đã bị phân hủy hoàn toàn. Nếu mà các người không muốn giống cô gái ấy thì hãy làm theo lời chúng tôi, càng nhanh càng tốt. Được rồi, để đưa giấy tờ cho mọi người. Người tiếp theo. Dạ đây ạ, thẻ căn cước công dân của em đây. Ê, anh cầm đi, thấy chưa? Để xem, tên là Mèo, mã số, có vẻ đúng đó, sinh năm 1994 hả? Được rồi, thẻ của nhóc đã được thông qua, ta sẽ đóng mộc cho, đây. Ơi, mình đã được nhận lại thẻ rồi nè. Mình nói mà mình là con người chứ không phải là ma quỷ gì đâu, cho nên là mình đã an toàn rồi. Người tiếp theo. Ơi, chú nhân viên ơi, bây giờ con lên được phòng của con chưa? Được rồi, con cứ lên đi, nhớ khóa cửa cẩn thận nhé. Xin lỗi vì khách sạn đã để có sự bất tiện này xảy ra. Con hãy ráng ở đây trong vòng 3 ngày thôi, mọi chuyện rồi sẽ ổn. Dạ vâng. Trời ơi, tự nhiên chuyển cái họng súng cho người ta sợ quá đi. Thôi mình lên phòng mình lẹ thôi mọi người ơi. Ở đây chắc phải quản lý tới buổi chiều mới xong. Còn mấy người bên DDD họ đang sửa chữa cái khu lễ tân nè mọi người. Chắc phải đóng bọc thép rồi các thứ vô cho để làm một cái nơi thật là an toàn tránh cái bọn song trùng đó. Trời, mất nguyên một cái ngày nghỉ của mình luôn. Tức cái bọn song trùng này thiệt chứ. Tự nhiên tấn công ở đâu không tấn công cái khách sạn mình đang ở à. Về phòng thôi, trời đất ơi. Anh Milkman, anh giao sữa kìa. Ôi, trời ơi, nguyên một ngày hôm nay tùm lum chuyện xảy ra hết. Bây giờ gặp anh Milkman có khi là mình được cho sữa. Vậy thì chắc là sẽ vui hơn được một xíu á. Trời ơi, điểm sáng trong ngày anh ơi. Anh ơi, chào anh về hồi nào vậy? Hả? Em là cô gái ở phòng kế bên à. Ủa, hôm qua nói chuyện quá trời luôn rồi, giờ anh không nhận ra hả? Nhưng mà sao nhìn hôm nay mặt anh mệt mỏi quá vậy? Anh không có vui vẻ như ngày hôm qua. Tại vì hôm nay anh giao sữa về mệt quá. Vậy đó hả? Hôm nay anh còn dư sữa không? Em muốn uống một chai nữa. Anh hết sữa rồi. Hả gì vậy? Ủa, gỗ gà hàng ở trong giỏ còn một đống sữa mà anh kêu hết rồi. Thôi chắc là người ta không muốn cho mình rồi mọi người ơi. Thôi kệ, mình mới phép lịch sự rồi. Thôi không muốn cho thì chắc là để ngày mai anh bán á. Vậy được rồi, em cảm ơn anh nha. Không có gì, thôi ngày mai gặp lại. Bây giờ em phải về thay đồ đây. Anh đã được kiểm tra giấy tờ chưa? Ở bên dưới sảnh á, mấy cái người bên DDD đó. Em nói cái gì? Có một cái bên á, gọi là tổ chức DDD, họ tới đây và nói là con song trùng đã lẻn vào khách sạn mình để giết hại con người nè.
Cho nên là anh cẩn thận đó nha. Mấy người đó đang ở dưới á hả, để kiểm tra giấy tờ á. Em đó kiểm tra xong rồi mà em là con người bình thường, cho nên là em được lên đây đó. Còn anh đã kiểm tra rồi nên anh mới được lên đây đúng không? Đúng rồi, anh đúng rồi. Trời ơi, anh kiểm tra rồi thì anh cứ nói anh kiểm tra rồi, có gì đâu mà anh nói dấp dữ vậy. Chắc anh mệt quá, thôi để em đi về cho anh nghỉ ngơi nha. Trời ơi, anh Miu Men hôm nay chắc là công việc á hả, giao sữa mệt mỏi quá, cho nên là hả anh nói chuyện cứ ậm à ậm ờ rồi mặt mày á hả bậu quọ rồi. Thôi mình không làm phiền anh nữa, mình đi về ngủ đây. Ào bên nữa khóa cửa lại nè. Xong. Trời ơi, cái ngày xui xẻo quá, đi chơi không được yên nữa. Thôi đi ngủ cho nó qua ngày đi. Chết tiệt này. Tưởng sao. Ôi, sáng rồi. Vậy đi ăn sáng thôi. Trời ơi, đói quá trời. Hôm nay không biết có sữa không ta. Trời ơi, hôm nay không có sữa rồi, buồn quá à. Chắc cái anh đó hả, Miu Men, hôm nay anh phải đi làm sớm rồi. Trời ơi, ủa, ảnh kia. Ê, hey, để mình lại mình gọi ảnh coi. Ui, mày đã ý, gì, gì. Trời, cái mặt của ảnh kìa mọi người ơi. Sao cái mặt ảnh thấy ghê quá vậy. Thì ảnh làm gì ở trước cái phòng, cái phòng kế phòng ảnh á. Tự nhiên cái mặt ảnh dữ quá, mình không dám lại gần luôn á. Không lại gần làm sao á, xin sửa được. Anh Miu Men ơi. Hả? Tiếng gì vậy? Ê. Trời ơi, các bạn có thấy gì không? Cái mặt của ảnh vừa mới chuyển kìa. Bây giờ anh lại bình thường rồi. Hay là sáng sớm cái mình hoa mắt trời, để dụi mắt lại cái đã. Em gái ở phòng kế bên, em đang làm gì đó? Hết hồn. Em chỉ hả mới dậy xong em đi ra, em tính đi kiếm đồ ăn sáng thì em thấy anh. À đúng rồi, sữa. Anh có dư sữa không? Em muốn uống một ly, một chai, một lon, một lọ. Nói chung là một cái lon sữa. À ha ha, được rồi, để anh lấy sữa cho em, hôm nay anh có dư rồi. Đây nè, em uống đi. Ơi, có rồi kìa. Dạ. Ôi ơi, sao cái ly sữa hôm nay nhìn nó khác quá các bạn ơi. Ủa anh mới đổi hãng sữa hả? À không có gì đâu, em cứ uống đi. Sữa mới đó, ngon hơn nhiều. Dạ được rồi. Tí nữa em sẽ uống. Sao em cảm ơn anh nhiều. Sao mà anh đứng đây vậy? À anh mới vừa mới giao sữa cho cái cô ở phòng 2007 nè. Nhưng mà hả, cô uống xong rồi, cô đi ngủ rồi. Cho nên là bây giờ anh chuẩn bị đi giao sữa tiếp. À vậy hả? Vậy mà em cứ nghĩ. Em nghĩ gì? Không có gì hết á. Anh đi giao sữa đi nha. Em xuống lầu khách sạn em ăn sáng đây. Tạm biệt anh nha. Trời ơi, sao mình cứ có cảm giác không ổn á các bạn ơi. Cái hộp sữa này có vẻ khác khác, mình không có dám uống, cho nên là mình phải đi ra chỗ khác. Không phải là mình nghi anh đó, mà là tại vì bây giờ á, mình nghe nói là mấy con song trùng nó sẽ hả giả dạng làm người khác, cho nên là mình không biết là đó có phải hả là anh bán sữa thiệt không hay là song trùng nữa. Nhưng mà ảnh còn cho sữa mình, ảnh còn nhận ra mình, chắc là không sao đâu. Tối hôm qua chắc ảnh mệt quá thôi. Nhưng mà bây giờ mình vẫn cẩn thận thì hơn. Mình khoan uống cái sữa này đã. Thôi mệt quá, bây giờ mình đi ăn trước cái đã. Ui trời ơi, người ta hả sửa sang cái chỗ quầy lễ tân cơ hả, bọc thép hết rồi kìa. Coi bộ cái vụ này người ta chuẩn bị kỹ rồi nha. Ồ, xin chào quý khách. Quý khách dậy sớm quá. Dạ, con đi ăn sáng. Ủa, nhưng mà mình hả bọc thép mấy cái khu này lại hết hả chú? Đúng vậy đó. Vì hả con song trùng này nghe nói rất là nguy hiểm, cho nên là phải bọc thép lại để hả bất cứ ai đi ngang khu này đều phải được kiểm duyệt qua hả người của bên khách sạn. Wow, phải kiểm duyệt mới được đi lên phòng đó mọi người. Ê, đây, con của con nè, chú có cần kiểm tra không? Ồ, được rồi, ta thấy rồi, thẻ của con có dấu mộc nè, ok đó, con đi ăn đi. Dạ, được. Ôi, trời đất ơi, quá trời lính ở đây luôn mọi người ơi. Có vẻ như là thật sự cái con song trùng này rất nguy hiểm luôn đó. Hôm qua mình nhìn thấy ảnh án mạng á, nhìn cũng ghê thiệt. Nó xé xác cái người đó ra luôn á. Nghĩ tới mà sợ. Thôi bây giờ mình sẽ đi ăn đây. Nó chứ nhìn mấy người này chuẩn bị kỹ càng như vậy thì làm sao cái con song trùng này nó có thể thoát ra khỏi đây em mà hả hại ai được chứ. Thầy mình thấy vậy cũng an tâm một chút. Cứ việc đợi 3 ngày trôi qua thôi. He he. Ây trời da, trời ơi, mở nhạc vui quá. Ôi trời ơi, he he. Hey, các bạn ơi, trời tối rồi, hôm nay là tối của ngày thứ nhất rồi nè. Mà anh thấy cũng ổn quá, không có bị chuyện gì hết. Cái con song trùng nó trốn ở đâu rồi các bạn ơi? Chế lại hả,
bây giờ mình phải mở nhạc ở trong khách sạn phòng hả, tự vui vậy nè. Chứ trời ơi, không có đi đâu được ngoài khách sạn này hết á. Bực mình cái con quỷ xong trùng á, ước gì người ta bắt nó đi lẹ lẹ lên đi. Hey. Ủa khoan, hình như có tiếng gì. Hey, dừng nhạc lại tí xíu coi. Mình nghe có một cái tiếng gì đó, nó kỳ kỳ gì vậy. Nó phát ra từ ở ngoài hành lang á mọi người. Trời ơi, đang tối thui tối thùi mà bây giờ ngoài hành lang có tiếng động lạ kìa. Sợ quá sợ quá. Không biết là mình có nên ra ngoài coi có chuyện gì không á, tò mò quá. Không có thấy được. Chuyện gì vậy? Cái gì mà máu không vậy? Đó là anh Milkman mà. Cô bé, sao em chưa ngủ nữa? Em đang nhìn gì đó hả? Sao chưa ngủ nữa, đã khuya rồi đó biết chưa? Anh Milkman, anh sao cái người của anh đầy cái mực đỏ nhìn như là máu vậy? Có phải là máu không vậy? À, ý em nói là những cái mực đỏ trên người anh hả? Haha, em nghĩ nhiều rồi, nó không phải máu đâu. Nó chỉ là sữa, cái loại sữa mới mà hôm nay á hả, em được nhận đó. Nó có màu đỏ, chứ không phải là cái gì đâu. Anh lỡ làm đổ sữa lên người thôi. Trời ơi, cái gì mà sữa chứ, anh này chắc chắn có vấn đề rồi. Thôi nhưng mà mình phải diễn mới được chứ, mà bây giờ mình sợ quá. Mắc công ổng tấn công mình nữa. Anh ơi, vậy thôi em đi ngủ nha, chứ cũng khuya rồi á. Em không muốn uống sữa à? Hôm nay anh còn dư nhiều chai sữa lắm nè. Dạ thôi. Em hôm nay em no rồi, bây giờ em muốn đi ngủ thôi, cảm ơn anh nha. Vậy thì thôi, anh cũng có việc phải đi đây. Tạm biệt em, nhớ ngủ sớm đó nha. Dạ. Hên là mình á hả, cảnh giác mình không có mở cửa cho hắn ta đó. Chứ bình thường mình nghe sữa ngon là mình á hả sẽ mở cửa ra. Ngày mai chắc là mình phải lén đi ra ngoài để báo cho hả mấy cái ông bên đi với lại hả cái chú chủ khách sạn này mới được. Ghê quá, đi ngủ sớm đi. Trời, cái tên này chắc chắn là cái anh miêu mèn đó là xong trùng rồi. Cái đơ trên người ảnh chắc chắn là máu, đúng không các bạn? Thôi, sợ quá, ngủ thôi. Ây da. Sao, cháu nói gì cơ? Milkman chính là song trùng á. Dạ, cháu nghĩ là vậy á. Tại vì anh khả nghi lắm. Đây là cái sữa mà hôm qua anh đưa cho cháu nè. Nó không giống sữa bình thường. Chú có thể đưa cái này cho mấy chú bên đi á, kiểm nghiệm được không? Được thôi. Hay da, sao lại có thể là cậu ta cơ chứ? Cậu ta đã là nhân viên ở đây rất là lâu lắm rồi. Nhưng mà để đề phòng, ta phải lên kiểm tra phòng của những người ở xung quanh cậu ta mới được. Dạ. Ủa nhưng mà sao không phải là mấy người bên đi mà là chú? Ủa nhưng mà nói mà để ý nha, mấy người bên đi đâu hết trơn rồi, hôm qua họ còn đứng đầy ở đây mà. Bởi vì họ xây xong cái phòng lễ tân này thì họ đã phải có việc đi. Ở khách sạn bên cạnh hình như cũng đã có một vụ án do song trùng gây ra, cho nên là họ buộc phải chạy qua bên đó để phong tỏa. Họ nói ngày mai họ sẽ quay lại, nên là bây giờ chúng ta phải tự quản ở đây trong vòng một ngày. Trời ơi, sao lại có chuyện trong lúc này cơ chứ? Bây giờ đang rất là nguy hiểm mà. Thôi được rồi, chú ơi cho con đi với chú lên kiểm tra cái phòng kế bên được không? Tại vì hả con ở phòng gần đó, cho nên là con cần có một sự yên tâm. Được thôi, đi theo ta. Tới nơi rồi. Đây là căn phòng mà cháu nói đã gặp Milkman vào ngày hôm qua đúng không? Dạ đúng rồi đó, là cái phòng này nè, phòng á hả ở kế bên phòng anh Milkman, còn anh Milkman là ở kế phòng của cháu. Được rồi, để ta gọi người trong đó. Này, có ai ở đó không? Sao không ai trả lời vậy? Không lẽ là... Hả? Không lẽ là sao chú? Để ta dùng chìa khóa của lễ tân mở phòng này mới được. Xin lỗi quý khách nếu như chúng tôi đường đột bước vào nha, nhưng mà tại vì tôi gọi người không có trả lời. Thôi, vào thôi nào. Ôi! Ủa, cái gì thế này? Ôi, có gì vậy chú? Trời ơi, người chết! Trời ơi, khách ở cái phòng này chết rồi. Có vẻ như dự đoán của cháu đã chính xác rồi. Milkman, anh ấy sát hại tất cả những người ở đây, mất anh ta chắc chắn là xong trùng rồi. Có vẻ đúng là như vậy. Cái cạnh cái xác chính là cái hộp sữa màu xanh mà hả anh ta giao vào ngày hôm qua nè. Trời ơi, may quá mình không có uống. Ôi, xác nhìn kinh dị quá, bị hả phân thay luôn kìa mọi người ơi. Ghê quá đi. Bây giờ phải làm sao hả chú ơi? Ôi, trời cũng sắp tối rồi. Chắc là hả ta sẽ huy động tất cả những người trong khách sạn này, thông báo với khách hàng để họ trốn vào một nơi nào đó. Còn cháu hãy xuống cái phòng lễ tân vừa mới được sửa chữa đi. Cái căn phòng đó được bọc thép
Bởi bên DDD chắc chắn sẽ bảo vệ được cháu, bởi vì cháu là người có thể bị hắn tìm giết đầu tiên, bởi vì cháu đã biết quá nhiều. Trời ơi, cháu có cố tình biết đâu, tự nhiên á hả, vô tình biết rồi mà, xui quá vậy trời. Thôi được rồi, cháu sẽ đi xuống cái phòng đó cùng chú. Ta sẽ đi báo cho bên DDD. Ê, họ cần phải về gấp, họ phải về khách sạn này sớm hơn là ngày mai, chứ không nếu để tên song trùng New Man đó hàm hại thêm ai nữa thì không biết sẽ có bao nhiêu người bị thiệt mạng ở đây. À, bây giờ chúng ta cùng đi thôi. Dạ 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 dạ, trời ơi xui quá, đi đi nghỉ lễ mà cuối cùng hả bị nhốt trong khách sạn, bây giờ còn ở kế phòng của song trùng nữa. Sao mà đẹp trai mà lại thà song trùng vậy trời, tức quá đi. Được rồi, hãy ở yên trong đó nhé. Nó đừng mở cửa cho những ai khả nghi đó. Rồi xong, cái ông á hả, nhân viên quản lý của khách sạn này đi mất tiêu rồi. Bây giờ mình đang ở trong cái phòng mà hả bên DDD họ xây tờ bọc thép cho hả vì lễ tân đó mọi người. Trời ơi, bây giờ mình chỉ biết ngồi ở đây chờ cho hết 3 ngày rồi. Không biết là cái tên Mailman có đi kiếm mình không nữa, tại vì mình là người biết rõ hắn là có sự thay đổi như thế nào á. Như lời của cái chú kia nói á, sợ là hả hắn sẽ đi kiếm và giết mình á. Trời ơi, đẹp trai mà ác quá đi. Rồi, để mình coi coi ở đây cũng xịn quá nè, có rất là nhiều còi báo động rồi các thứ luôn á mọi người. Trời ơi, để coi coi ở bên này hả còn có danh sách những người đăng ký vào khách sạn nè, còn đây chắc là tài liệu của các du khách, khách du lịch của khách sạn này á mọi người. Ý, hay là mình đi coi thử hả thông tin của cái anh Mailman đó, coi coi hình như là anh ở tầng 2 với mình nè. Lấy cái nè, wow, thông tin của cái anh giao sữa nè các bạn. Trời ơi, tên là Francis, họ là Moose, giới tính là nam. Coi thì ra ảnh tên là Francis mà mình cứ gọi ảnh là Milkman không à. Căn cước, số căn cước công dân của ảnh là số này nè các bạn. Trời ơi, đuôi 995, phòng 208, đúng rồi, nghề nghiệp là giao sữa, có dấu mộc của bên DDD luôn. Rồi ok ok, mình cũng có thông tin của ảnh rồi đó. Ai, bây giờ hả không biết á, mình phải ở đây tới khi nào đây. Chú quản lý khách sạn kêu là hả mình có việc gì thì cứ bấm vào cái chuông báo động nè, còn không thì tất cả những người khác chỉ có thể nói chuyện với mình qua cái lỗ này thôi nè. Trời ơi hay quá à, vậy thì chỉ cần ở trong này và không cho ai vô thôi thì mình có thể an toàn rồi. Ôi, có tiếng. Ôi, đó là cái tiếng mà người ta gọi quầy đó. Ý là có người đang ở trước này muốn gặp mà hả lễ tân nè. Mình có nên mở ra coi coi ai không ta? Thôi mình cứ mở đại đi, dù gì người ta cũng đâu có vô được ở đây đâu. Ê, mở ra. Ôi, đây là anh Mailman mà. Ui, sao con song trùng kia, mày đi ra đi, đừng có tới đây. Ủa, em gái kế phòng à, em nói gì vậy, song trùng là sao? Ê, đừng có giả đò nữa, em biết anh là song trùng rồi. Anh tính giết hại tụi em chứ gì? Ờ, em nói gì vậy, anh có làm điều đó đâu. Anh mới đi giao sữa hai hôm nay về, anh không có ở đây. Mà hai hôm nay anh không có ở đây là hai hôm con song trùng nó tới. Vậy có khi đây là người thiệt không ta? Các bạn ơi, đây có phải là người thiệt không nhỉ? Thầy phải làm sao đây, lỡ anh là người thiệt mà mình không cho anh vô, lỡ đâu tí nữa con song trùng nó bắt giết ảnh thì sao trời? Em sao vậy, sao em lại ở đây? Với lại em uống sữa không? Anh có mang về rất là nhiều sữa ngon cho em uống nè. Trời ơi, còn vụ bằng sữa nữa kìa. Thì da, thì sợ quá đi. Thôi em đừng ngại nữa mà, ra đây. Anh có rất là nhiều sữa ngon nè, em mau tới đây đi. Trời ơi, sao mà nghe cái giọng này giống Vũ quá các bạn ơi. À đúng rồi, mỗi người đều có căn cước công dân. Vậy thì hả mình kêu song trùng nó coi coi nó có căn cước công dân không. Nếu anh đưa căn cước công dân cho em đi đã, rồi mình tính tiếp. Hơi chỗ hả hàng xóm với nhau mà hả đòi căn cước công dân làm gì hả em? Trời ơi, bây giờ hả khách sạn này bị song trùng tấn công rồi, nếu mà không có căn cước công dân em sẽ không cho anh vào đâu. À, con nhỏ này mày phiền quá vậy, căn cước công dân cái quái gì, ta đã quên ở nhà rồi. Mau mở cửa đi, ta muốn gặp mày được chưa? Trời, đó là cái mặt quỷ, cái mặt mà hả bữa giết cái người bên phòng á hả 27 kìa. Ôi, không có cho vô đâu, cút đi. Ê, bấm chuông báo động nè mọi người ơi, chạy đi. Ê, cái con này không mở cửa hả, mở ra mau. Trời ơi, rung nhà rung cửa luôn kìa, nó đang phá cửa vô á. Hè, chỗ này được bọc thép bởi
bởi mấy người bên DDD rồi, cho nên là nó đâu có mà hả phá được cái chỗ này đâu. Cùng lắm nó phá được á hả mấy cái căn phòng bình thường, cái phòng này là phòng xịn rồi của mấy người mà chuyên đi bắt tụi nó, cho nên là đâu có phá được. Ai trời ơi, hên quá, đó đúng là con á hả, song trùng nó giả dạng đó các bạn. Trời ơi, con nó dữ chưa kìa. Mình không cho nó vô, mình bắt nó đưa giấy căn cước công dân cho nên nó không có. Nó quậy lên á, nó tức lên cái bạn thấy cái mặt nó ác lên liền á không. Trời ơi, may quá. Trời ơi, chứ cái mặt của nó hả, cười vui đẹp trai vậy hả. Bình thường là mình cho vô rồi mình mê trai quá. Trời ơi, hên mà mình còn tỉnh táo he he. Ok các bạn nhớ like video clip cho mình để hả cho mình tỉnh táo hơn nha, chứ hả mình sợ quá đi. Ôi trời ơi, bây giờ rồi đói quá đi, hết làm gì nổi rồi, nằm dài ra sàn luôn các bạn ơi. Đói quá trời, không biết chừng nào chú quản lý mới về nữa. Trời ơi, sắp chịu không nổi rồi. Ơi, chắc phải hơn 12 tiếng rồi mình không được ăn cái gì vậy? Không biết bây giờ là ngày hay đêm nữa. Ơi, hoa mắt chóng mặt quá đi. Ôi, gì vậy? Em gái ơi, mau mở cửa cho anh đi, cứu anh với, em gái. Ủa, đó chẳng phải là tiếng của anh Mewman sao? Vẫn là con sóng trùng đó hả? Nhưng mà cái tiếng này có vẻ khẩn thiết quá, còn kêu cứu nữa. Có khi nào là anh Mewman anh quay lại thì không trời? Ê, mình cứ mở ra đi đã. Nếu mà không phải thì mình đóng lại rồi nhấn cầu báo động tiếp nha. Để coi coi. Ủa, mau mở cửa cho anh với, em gái ơi, ở ngoài này sao có nhiều người nhìn lạ lắm. Mau mở cửa cho anh với. Ê, nhưng mà hả, lỡ anh là song trùng thì sao? Song trùng là gì nữa em, mau mở cửa đi, không là hả chết anh mất. Trời ơi, sao mà nói chuyện nghe thiệt quá vậy. Ê, vậy anh đưa căn cước công dân đây, anh có căn cước công dân không? Nếu anh không có anh sẽ là song trùng. Có chứ, đợi anh một xíu. Đây, của anh. Ủa, có thẻ kìa các bạn ơi, để coi. À, Francis Moose. Ôi, đúng cái tên giống như cái tên hồi nãy mình coi trong tập hồ sơ nè. Còn nữa, cái số cũng giống nè mà các bạn ơi, mặt cũng giống nữa. Ơi, vậy có khi là anh này là chính là anh Mewman thiệt nè. Ơi, mình mở cửa cho ảnh vô đi. Có khi anh bị con kia nó tấn công đó. Anh đợi xíu đi, em mở cửa. Đi hướng này nè anh, lẹ lên. Ơi, nhanh lên. Ui, cường đóng cửa lại lẹ không tụi nó vô. Ôi, xong rồi. Ôi, trời đất ơi, sao mà anh đi đâu bữa giờ vậy? Anh đi giao sữa, nhưng mà hả, sau khi anh về đây thì khách sạn bị phong tỏa rồi. Mãi anh mới lẻn vô được thì thấy mọi người cứ kỳ kỳ sao á. Xong rồi hồi nãy còn có người dí đánh anh nữa, cho nên là anh chạy tới đây nè. May mà gặp được em đó. Thôi anh yên tâm đi, ở đây là an toàn luôn rồi đó. Trời ơi, đói bụng quá. Hả, có chuyện gì vậy? Em đói bụng hả? Dạ, em đói quá à. Em ở đây chắc hả hơn một ngày rồi không có gì ăn hết trơn á. Vậy thì ra ngoài đi, anh dẫn em tới hả chỗ để thức ăn ở trong khách sạn cho. Ơi, nhưng mà bây giờ ra ngoài đỡ đâu bọn song trùng nó tấn công thì sao? Lúc nãy anh vô thì không có ai hết, đang nửa đêm cái khách sạn nó vắng hoe à em. Vậy hả? Ơi, vậy có khi cái tụi song trùng nó đang đi qua cái chỗ nhà bên cạnh, cái chỗ mà mấy người đi hả đang đi kiếm đó. Còn hả mọi người thì ngủ rồi. Ê, vậy thì mình lẻn ra ngoài một xíu rồi mình đi vô chắc không sao đâu ha các bạn ha. Với lại đây cũng có anh á hả, Mewman anh bảo vệ cho mình nữa. Có hai người cũng đỡ hơn không. Chứ giờ mình đói quá mình chịu không nổi nữa, sợ hả là chưa bị song trùng nó quánh nó giết mà hả là mình nó chết đói rồi đó. Thôi đi ơi, vậy thì anh nhớ bảo vệ em nha. Thôi em yên tâm đi, anh sẽ luôn đi theo em mà. Thôi vậy được rồi, để em mở cửa. Thôi đi theo anh, nhanh lên, hướng này. Trời ơi, đói quá đi hả. Thôi may mà có anh á hả, giao sữa anh tới kịp lúc, trời ơi, chứ không á, đói chết mất. Ủa tới chưa? Rồi, tới nhà ăn của hả khách sạn rồi. Em mau vào đó đi. Ê, hình như có người ở trong đó. Đâu, để em đi vô coi thử. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Sao nhiều người đứng ở đây vậy? Nhưng mà hả, ở dưới chân họ là một cái xác mà. Sao mấy người này lại đứng ở đây mà đứng trên cái xác vậy? Không lẽ là trời ơi, cái mặt của bà đó. Ui, cái mặt của người này cũng vậy. Lỗ không à? Không ổn rồi, chạy ngay thôi. Những con song trùng nó đã xâm chiếm nơi này rồi. Nó đang ra kìa. Chạy thôi.
mọi người ơi. Ôi, nhanh lên đi em ơi. Ôi, mấy cái bọn nó thấy ghê vậy, nó là cái gì vậy? Trời ơi, nó là rồng trùng đó. Thì nó sẽ giết người đó. Ôi, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Không được gọi chúng ta phải kiếm, kiếm người hỗ trợ rồi. Ôi, cái gì kia? Ủa, anh đang ở đây mà. Sao anh lại ở đây nữa? Hả? Đó là anh hả? À, đoán xem ai đây. Tại sao lại có người giống anh như vậy vậy? Đó là song trùng, là song trùng. Ơi ơi, nó đang tiến lại, nó đang tiến lại kìa. À, trời, nó hù mình ơi, ghê quá. Thôi không, trời ơi, mấy con song trùng kia nó đang vô, nó đánh anh bán sữa nè, trời ơi. Ây da, cút đi, cút đi. Ây da, ây da. Ê, cứu tôi ơi, cứu tôi ơi, cứu tôi. Dừng lại. Ôi, cứu diện tới. Bỏ song trùng kia đứng lại. Báo cáo cấp trên, chúng tôi đã vừa hạ được con song trùng cuối cùng và cũng là con song trùng trùng cuối. Ây da, ơi cô bé với lại cậu này có sao không vậy? Ê, dạ không, không sao, không sao. Ơi anh có sao không? Ơi may quá anh không sao. Ơi trời, sợ thiệt á chứ. Trời ơi sợ thiệt á. Ơi nhưng mà sao mọi người đến kịp hay vậy trời? Ơi trời ơi cô bé ơi, cô hai vị khách hàng của tôi, hai người không sao chứ? Trời ơi ông quản lý. Ơi nhờ có ông kêu tới kịp thời không là chết tôi rồi. Tôi còn cảm thấy nó hơi trễ á chứ. Ơi không sao không sao. Ơi còn sống là tốt rồi. Trời ơi tôi sợ muốn chết luôn á, hồi nãy tụi nó đông đúng đông luôn á. Nhưng mà ông biết không, cái tôi đã tìm được Meal Man, người giao sữa hả, thật sự rồi nè, anh ấy không có sao hết á. Ôi hay vậy, tôi cứ tưởng là những người bị biến song trùng là đều sẽ bị chết đi chứ. Ủa vậy hả? Nhưng mà anh còn sống nè. Thôi vậy chắc là hả, cái con chùm đó nó chỉ có giả dạng thôi chứ nó chưa có giết ảnh kịp á. Có thể cũng là vậy, mà cô có chắc là hả ảnh là người thiệt không? Dạ chắc. Tôi có cái thẻ của ảnh nè, ảnh có thẻ căn cước đàng hoàng luôn. Thôi vậy thôi yên tâm rồi, cảm ơn mấy anh bên DDD đã giúp chúng tôi hả tiêu diệt được bọn này nha. Thôi mà qua ngày thứ ba đã bắt được tụi nó. Không có gì, chuyện phải làm thôi. Bây giờ chúng tôi phải nhanh chóng quay về trụ sở DDD đây. Mọi người ở đây hả mau chóng di tản về nhà đi. Tôi sợ là ở thêm thì sẽ nguy hiểm đó. Trời cũng tối rồi. Ôi, xong rồi các bạn ơi, may mắn quá rồi. Để mình chào anh hả giao sữa đẹp trai một cái rồi mình đi về luôn nè. Mình sợ không dám ở đây nữa đâu. Đói muốn xỉu rồi. Ôi, anh ơi, may quá, bây giờ mình không sao rồi. Cảm ơn anh đã bảo vệ em nha. Không có gì. Mà nhà em ở đâu vậy? Nhà em ở làng Sinh Tố. Chỗ nhà em đông người lắm. Bữa nào anh ghé chơi với lại giao sữa qua bển đi, cho em thích sữa anh bán lắm. Được rồi, vậy thì em đưa anh địa chỉ nha. Dạ, trời ơi, mới thoát chết mà anh này anh làm quen rồi. Được trai đẹp làm quen rồi, ok. Có gì để em gửi cho anh cái địa chỉ nha. Rồi, rồi bây giờ em chuẩn bị lên hả thu xếp đồ đi về đây. Anh nhớ ghé qua làng Sinh Tố em nha. Đương nhiên rồi, phải ghé chứ, em đã cứu mạng chúng ta mà. Thôi đi về thôi, trời ơi trời, tối rồi nhưng mà mình vẫn phải về chứ không dám ở lại đây nữa đâu. Ơi khoan đã. Ơi mình còn hình như mình cầm cái căn cước công dân của cái anh Mewman về mất tiêu rồi. Thôi để hả đem lại trả ảnh mới được. Trời đất ơi, bây giờ quay lại lên trển hả trời. Thôi, ủa khoan đã, mình vẫn cứ cảm thấy cái căn cước này nó sai sai chỗ nào á các bạn. Tên Francis mua đúng rồi, số cũng không khác gì. Có mọc đi 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 luôn, mặt mũi cũng giống nè. Ê, nhưng mà khoan đã, từ từ mình phải coi lại cái thẻ của mình. Cái hàng dưới cùng nó là tháng với lại năm sinh. Sao anh này là anh sinh 1964 ta? Khoan đã, anh sinh 1964. Đáng lẽ 1964 thì bây giờ có thể là già mấy chục tuổi luôn rồi đó. Sao mà anh trẻ vậy? Khoan đã, không lẽ anh là